Hello, xin chào mọi người. Mọi người cùng mình đi xem Khánh ăn con lợn nha. Ơi ghê thế. Nhỏ chưa? Hả? Nhỏ quay được chưa? Được rồi. Lấy ghế vào rồi. Ờ ha. Nay mình với em làm với đi hái con lợn về. Hái con lợn thì rất là nhiều cái, rất là vui. Em kể cho mọi người đi. Mình hái đây này, đốm rau lợn anh vừa mình vừa hái này, kiểu như người ta làm chạy bó ấy, xong người ta trồng cái lúa mì hay cái gì anh nhỉ, cỏ voi chứ không, lúa mì đấy, lúa mì hả? Xong người ta bón phân nhiều quá, rau lợn tốt quá, xong mình hái nhưng mà người ta không lấy làm gì, nhưng mà người ta vẫn thuê người cuốc đi, nhưng mà hái người ta vẫn chửi nhá. Bởi vậy nên hai vợ chồng mới hái thật là nhanh. Hái 5 phút được cả đống rau lợn không? Hái nhanh không, người ta đến người ta đuổi. Đúng rồi, người ta chửi nữa rồi mà. Rồi mình cần gặp cả Phan nữa chứ. Gặp một người nhận ra mình nhưng mình không biết người đấy là ai. Người ta kêu Khánh à? Không đi quay video nữa hay sao mà đi hái rau lợn? Nói chung là cuộc sống của mình không có ngại đâu các bạn. Nay mình với em làm bấm rau lợn để lát em làm đòi đi ăn, kêu là thèm mận lắm rồi. Cho lợn ăn nhanh lên để đi hái mận ăn. Nói chuyện với khán giả đi. Hả? Em nói chuyện với khán giả đi. Em nói chuyện với anh cơ. Mày kể chuyện giống như lúc em kể chuyện cho khán giả giống như lúc kể với anh ấy. Không. Được rồi, cái gì được rồi. Bám nhỏ vậy được chưa? Rồi. Này được rồi, đủ rồi. Bao nhiêu đủ rồi hả? Một tí nữa. Một xíu rồi. Nốt nắm ảnh nhá. Nốt 2 nắm nữa chứ. 2 nắm nữa vậy mà cái đủ rồi. Để em bán cho. Rồi để anh bán cho. Để em dạy anh một tí. Ừ, cái này mà phải dạy á. Xin lỗi em chứ anh cái này băm thử ngày. Ở công ty ngày xưa ngày nào cho băm. Nhưng mà là băm rau khoai chứ không phải là băm này. Nên mình trộm ra lợi anh. Em run như gì luôn á. Tin đợt. Tin đợt luôn. Lúc đấy mình tính vác máy quay ra để mình quay nhưng mà em làm không cho các bạn. Tin đợt mình nhịch luôn á. Người ta ra người ta bắt à? Người ta nói một hai câu cho mình ngượng luôn á. chẳng dám nói lại luôn á. Cả con chẳng mũi gì đúng không? Mà kiểu như mấy cái này họ không lấy đâu, họ vẫn còn thuê người ta để cua vứt đi. Mà mình hái người ta sợ mình hái cỏ. Dẫm vào cỏ của người ta. Đúng rồi. Anh chả thấy run gì, anh nghĩ mấy cái này hái bình thường có gì đâu mà người ta phải đuổi. Nhưng mà anh chưa bị chửi thôi, chứ em với Thính đi hái họ chửi chửi rồi. Họ chửi anh vác máy quay luôn. Mấy cây cỏ mà chửi người ta ghê nhỉ. Bây giờ là nếu mà ai các bạn thử cho bình luận xem là hành động này là đúng hay sai, tại vì người ta không cần. Bây giờ mình đang cần mình cho lợn ăn. Người ta bỏ đi. Rồi em băm đi xem em băm như thế nào. Đấy, mình vừa băm một chút xíu thôi mà được 2 nắm rồi. Để xem mà em làm băm có nhanh hơn không nhá. Các bạn coi tốc độ của em làm xem. Nắm thì bé bằng nửa cái nắm của anh chứ nhiều. Tưởng thế nào. Nắm của anh to gấp đôi nắm của em luôn đấy. Thì cái tay của anh nhiều hơn. Với lại anh ăn 3 bát cho em ăn 2 bát thì thế đâu. Ăn 3 bát là phải nắm to hơn đúng không? Cái gì ấy? Cái này dài quá, to quá. Ui, chỉ làm anh hết hồn. Xoay đi, nhấc lên. Trời ơi, tưởng em vào tay chứ. Mà quên sao là vào tay đấy được, tay cầm dao mà. Tay sao cầm vào dao nhưng mà kiểu rồi. Nó... Ok chưa, anh biết rồi. Nãy anh cũng bị một lần rồi, nhưng mà anh không giật đúng em. Anh cứ coi như không việc gì. Nhưng mà của em xước. Của anh cũng đau này. Của anh cũng vừa bị này. Quên mất, không nhắc em. Thì em bị cái này mấy lần rồi. Nhưng mà quay chiều này mới đúng đúng không? Nó quay chiều kia mới đúng chứ. Mẹ kia toàn quay chiều kia nhưng mà chiều kia nó rộng hơn, băm nó sướng hơn. Nắm được nắm to hơn.
rồi. Bấm hết đi. Bấm hết chúng thẻ. Không, ý là bấm hết cái chỗ đang bấm dở đây. Anh để em dạy anh nhá. Dạy cái gì? Đây, nó còn một ít như này nè. Thì ôi giời, anh biết mà. Để lên trên này. Ghê vậy. Vậy luôn hả? Ôi trời ơi, giả biết ta. Có cần kìa. Ngoài tay chưa? Cẩn thận không vào tay ấy nha. Nói chung là công việc của người mông trên này thì anh chưa ngán công việc gì. Anh chỉ ngán mỗi là uống rượu thôi. Đi. Bấm hết đi. Ngoài tay à? Thôi cầm đấy anh thể hiện hết nào. Chả tưởng thế nào. Tưởng thế nào thì ra thế này. Ui sao em bấm to thế. Nhiều nhiều anh bảo muốn là con rể người Mông ấy, muốn là con rể người Mông ấy lại phải đi trộn rau lợn nè. Vậy biết hái biết ban rau lợn nè nhờ anh nhờ. Nãy mình đi hái rau lợn là lúc chở rau lợn về cũng gặp Phan nữa nhờ, có những người nhận ra mình. Lúc chở rau lợn á? Lúc hái thôi chứ. Lúc hái cũng gặp Phan mà lúc về cũng gặp mà. Gặp về gã ai? Gặp chỗ mẹ bán hàng ấy. Bọn lia kiểu đây. Được chưa? Được rồi. Được rồi anh. Băm thêm bột luôn cho lợn nó khỏi phải nhai. Thế anh băng hết cả đống này đủ nó ăn một bữa. Được chưa? Được rồi. Rồi bây giờ cho lợn ăn đúng không? Cái này băm này thì anh băm thường xuyên mà. Đơn giản. À, lên nữa. Qua đây ngồi. Ngồi đây. Ngồi sau anh nè. Em đi lấy cái kia. Thôi các bạn ơi, thì vừa rồi mình với em Lam, mình vừa làm rau lợn. Và em Lam, xem nào. Thì gì không? Cô xước tay được kìa. Băm có mỗi tí thôi, thể hiện mỗi tí thôi mà bị xước hết cả tay rồi. Đây các bạn này, làm rể ngày mông nó nói chung là nó cũng đơn giản thôi mà. Vì anh lần đầu làm mà. Đâu, anh làm nhiều rồi. Thì anh băm ở nhà thôi chứ ở đây anh chưa làm. Chỉ nhà với đây cũng giống nhau mà. Thì nói chung là mình với em Lam quay những cái cảnh đời sống hàng ngày của mình với em Lam thôi. Còn mọi người muốn mình và em Lam quay như thế nào thì cứ bình luận nha. Mình luôn nhiệt tình lên để mình với em Lam có thể quay những cái thước phim hoặc là những cái video hay nhất để cho mọi người xem. Thì có gì mọi người cứ bình luận nhiệt tình nhá. Còn video này thì quay ngẫu hứng thôi. Giải trí cho vui. Nói chung là quay ngẫu hứng một tí thôi để sẽ em Lam thử thách xem là mình có biết làm hay không thôi. Đấy. Còn bây giờ thì video của mình cũng xin tạm dừng đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.